Xin chào các bạn. Chúng ta cần một cái máy dùng để về học tập. Chúng ta cần một cái máy phải hay đi công tác. Và chúng ta cũng cần một cái máy mà để mà chúng ta làm việc về văn phòng. Và những về như là tác vụ về văn phòng như là đồ họa nhẹ thôi. Thì đây, đây là mình sẽ đưa ra một dòng máy, đó chính là dòng máy Dell Latitude và 7480. Chúng ta nhìn thấy là một cái máy mà được coi là phân khúc, gọi là sao các bạn? Phân khúc 9 triệu, máy mỏng, nhẹ 1,2 kg, với một cái máy là có màn hình gọi là Full HD với tấm nền là IPS, và máy là coi như là chúng ta nhìn thấy là cũng có về LED phím khá là đẹp, gần như là coi như là sao các bạn, tất cả mọi thứ trên đây option full luôn đó. Gồm những gì đang được trang bị ở đây, gồm là thứ nhất là Core i5 6300U, RAM 8GB và có thể auto lên tới 32GB RAM, với ổ cứng SSD M2 SATA, một trong những ổ cứng gần như là chuẩn mới nhất hiện nay. Đây là chuẩn 2280 và có thể auto lên tới là đây hiện tại đang là 256GB. Chúng ta có thể gắn lên được tối đa được trên đây là sẽ là 512, 1T hoặc là 2T trên đây cũng được. Một cái máy mà các bạn chúng ta sẽ nhìn thấy nè. Thấy nhỏ gọn không? Đẹp không? Khá là đẹp ha. Và có được những cái cổng như là cổng Type-C nè, HDMI nè, USB nè. Đó. Bây giờ mình sẽ review xung quanh đây để cho mời chúng ta xem. Mặt trên nè. Các bạn nhìn thấy đây là logo màu trắng nè. Thấy chưa? Và đây là cái tấm nền là màu đen. Lớp nhung. Cảm giác chúng ta sờ giống như là mượt màng. Và đây là cái hợp kim nha các bạn. Các bạn cho phép chúng ta nhìn thấy này, cảm giác là mình nhấn xuống nè. Cái lực nhấn có thể là rất là chắc chắn vì đây là hợp kim nhôm maze nằm phía trên. Xung quanh đây nó sẽ có về lớp mạ chrome nằm ở đây đó, màu xám đen đó. Đằng sau thì các bạn thấy là cái bản lề, rồi bản lề trục nằm bên đây cái nè, bên đây cái thì cho phép chúng ta ngửa ra lên tới 180 độ được. Các bạn thấy không, khá là tuyệt vời đúng không? Đúng không? Đây đó, bên hông bên đây chúng ta nhìn thấy về phía bên tay trái nè, thì các bạn nhìn thấy bên đây sẽ có vị trí về cắm sạc nè, đây sạc đây đó, sạc chúng ta ghim vào đây. Cái này thì sạc vẫn là sạc truyền thống, sạc bình thường, và đang có về sử dụng về sạc ô van. Các bạn thấy không, đây là các yêu cầu lấy sạc ô van cho đẹp hơn, sạc mặc định là sạc vuông. Và đối với trong máy thì các bạn sẽ nhìn thấy trên đây nè, sạc có led cho phép chúng ta làm việc về ban đêm, thì khi các bạn bật đèn led lên nó rất là đẹp đúng không? Và khi nào có nguồn rồi chúng ta mới ghim vào đây, thấy chưa? Và đây là cổng gì đây, cổng Type-C này cho phép chúng ta gắn được qua là ví dụ chúng ta sạc qua Type-C này vẫn được các bạn, hai vị trí sạc nha. Type-C này cho phép chúng ta có thể gắn được qua cổng USB đó, HDMI gì đó. Ở đây là cổng HDMI cho phép xuất ra được 4K, nhỏ gọn ha. Hai cổng USB này 3.0 đọc ghi nhanh gấp 10 lần so với cổng 2.0. qua bên đây các bạn nhìn thấy cái mẫu body cảm giác nó vuông vắn rồi các bạn, vuông vắn đúng không đó. Rồi bên hông bên đây các bạn nhìn thấy là có về vị trí về LAN nè, gigabit, cổng USB 3.0, máy này thiết kế được 3 cổng ha, gắn về thẻ sim 4G. Để gắn được sim 4G thì đòi hỏi chúng ta phải có cạc 4G, có sim 4G máy phải có hỗ trợ. Hiển nhiên máy này đang hỗ trợ nha. Đây là chúng ta gắn về thẻ SD, vị trí về rắc mic sạc 3.5 đó. Và phía trước thì các bạn xin thấy có những cái đèn này, nó đang báo nguồn đang cắm sạc đây. Chúng ta thấy không? Chúng ta lưu ý tuyệt đối khi chúng ta sử dụng, các bạn lưu ý là các bạn sẽ vô Windows nè, chúng ta shut down, chúng ta đừng để giống như thế này đang có điện mà chúng ta gặp máy lại rồi chúng ta đi di chuyển không có bền. Lâu lâu chúng ta làm cái thôi thì được, xài bền nhiều liên tục thì không nên. Được chưa? Thì đó là những cái lời khuyên của mình đó. Rồi về đằng sau thưa các bạn sẽ nhìn thấy đây, về phía sau của nó đây, dòng Latitude 7480 nó có về hốc, tất cả cái nan ở đây nó đưa lấy nhiệt từ đây và đưa qua bên hông đây đẩy ra ngoài đó. License của Windows 10 Pro ha đó. Và cái nữa là các bạn nhìn thấy có hai cái thanh cao su này, nó chống trượt hai loa hai bên, thấy chưa, rất là tiện lợi.
một dòng máy mà chúng ta nhìn thấy là có thể sao các bạn, mỏng nhỏ gọn 1,3 kg, chắc chắn 1,3 thì chắc chắn là thấy sao các bạn, nhẹ đúng không, nhưng rất là chắc chắn, bền bỉ. Bàn phím có led đây, cái led này các bạn sẽ nhìn thấy nè, ở đây mình sẽ tắt đi để mời các bạn xem nè, tắt đèn đi ha, chúng ta nhìn thấy nè, đó, cho phép chúng ta làm việc về ban đêm có led luôn, thấy chưa, rất là tiện lợi. Với tấm nền IPS thì ở đây là khách yêu cầu là coi như là để tấm nền này gửi về cho khách luôn, và khách đây là đang là ở Bắc Ninh đó, với tấm nền này là khách yêu cầu là một vị khách ở khá là xa, ở đây là coi như là Nghĩa Thuật nè, xã Nghĩa Đạo này nè, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đó, Bắc Ninh ở đây ha, các bạn thấy không, và đây là bạn Quang Đào Quang Khang đó, bạn yêu cầu là gửi máy về cho bạn trên đây theo địa chỉ hàng về Bắc Ninh. Thì bây giờ sẵn đây là mình review trên đây để mời chúng ta cùng xem thông số kỹ thuật. Thông số kỹ thuật như sau, thì đối với dòng máy này thì các bạn nhìn thấy nè, mới một cái phân khúc khoảng chừng là 9 triệu, thì các bạn nhìn thấy đây, cái phân khúc máy này thì cũng khá là nhỏ nhẹ, rất là đẹp đúng không. Đây, coi i5 6.3, và chúng ta có nhìn thấy là cái tấm nền của nó là Full HD và IPS, nhìn rất là sắc nét rồi. i5 6.3, RAM 8GB, chúng ta có thể gắn được RAM tối đa được 32GB, rất là tuyệt vời đó. Và thêm nữa là HD Graphics ở đây là HD Graphics 520, và các chúng ta nhìn thấy là trên Manager các bạn sẽ nhìn thấy cái gì đây, nó sẽ có về như là Device Manager. Ổ cứng này chúng ta đang gắn được ổ cứng là ổ cứng chuẩn M2 SATA 256, ổ cứng Micron ha, 4 CPU đó. Và hiện tại lên mình mở về lên tab Manager, chúng ta sẽ cùng xem về trên thông số của nó trên performance. i5-6003 2x4 luồng 4 CPU, và có thể auto là từ 2.5 GB, và auto tiến tới là 3 GB mấy lần đó, 3 GB 4 ha. RAM đây là RAM 8GB. RAM 8GB thì chúng ta nhìn thấy nó có thể auto lên tới là 32GB, khá là tuyệt vời. Ổ cứng M2 SATA đó. Wi-Fi, đây là chuẩn Wi-Fi 8265, hay gọi là Wi-Fi thứ 5, chuẩn AC, một trong những dòng Wi-Fi gần như mới nhất hiện nay, dual band ha, đang hỗ trợ về hai băng tần. Băng tần thứ nhất là băng tần 2.4 và băng tần thứ hai là 5GB, có hỗ trợ trên đây. Còn GPU, hộ GPU là hỗ trợ về cả màn hình onboard là xuất lên tới là 4GB đó. Và ngoại hình về máy chúng ta sẽ nhìn thấy trên đây, mình sẽ review trên đây để mời chúng ta xem nè, đó, ngoại hình đây, bàn phím nè, đấy chưa, trên không gian về máy. Bây giờ mình sẽ thử coi là mình xoay xung quanh để mời các bạn xem, thấy chưa, xoay xung quanh ở đây đó, quay qua đây chúng ta xem về xung quanh. Thì thực sự là máy này gọi là máy xách tay, nhưng mà cũng có khá là đẹp. Bàn phím đây, đây là cạnh cảnh nha, đó, rồi trên đây toàn bộ bên đây, đây là mình sẽ ốp lại, thấy chưa. Thì trên clip này mình thực sự là mình đang quay và gửi về cho khách. Các bạn có gì thắc mắc chúng ta có thể comment phía dưới giúp mình, hoặc liên hệ 0922 422 422. Rồi bây giờ mình sẽ đóng gói và gửi đi cho khách hàng, gửi về khách hàng ở Bắc Ninh nha. Rồi bây giờ trên đây là mình sẽ test về bàn phím nè. Bàn phím thì các bạn vô Google các bạn gõ là test keyboard, nó sẽ ra. Đó, thì tất cả cái phím này chúng ta sẽ mở lên và chúng ta gõ lên đây thôi, thấy chưa. Thì nếu như mà phím nào không bị chạm thì có nghĩa là mình nghĩ là phím là ok, rất là good, được chưa? Đó. Rồi bây giờ vết bay là ok. Bây giờ mình sẽ test cái thứ hai, đó là test về gì đây? Test camera. Test camera thì các bạn gõ cho là test nè, test cam. Đó, nó sẽ đưa ra test camera. Rồi chúng ta chọn luôn và chúng ta cho phép nha. Các bạn lưu ý, nó sẽ hiện ra cho phép. Thì sẵn đây mình sẽ chọn tiếp tục là test mic. Đó. Chúng ta vô đây ghi âm nè, tiếp mic nó sẽ coi như là nó mở lên luôn. Cho phép nè, đây cho phép nè, camera nè,
Đây, Nhất Vlog xin kính chào các bạn. Thấy chưa? Đây là camera đây. Các bạn nhìn thấy không? Nhất Vlog đây. Đây, đây là về camera ok. Trình mic đây các bạn, cũng rất là gốt. Và chúng ta sẽ nhìn thấy là trên mic cũng ok. Toàn bộ trên đây ha. Tiếp về loa. Loa thì các bạn khi vô Google các bạn cứ gõ vô là Nhất Vlog. Thấy không? Thì lúc này chúng ta nhìn thấy Nhất Vlog hiện đầu tiên. Các bạn sẽ gõ vô gì đây? Mở lên đây chúng ta xem. Đó, đây là kênh của Nhất Vlog đây các bạn. Chúng ta sẽ nhìn thấy trên đây. Thì hiện tại là mình sẽ mở loa là maximum lên nè. Thấy không? Và máy chúng ta cần về một cái máy có về màn hình 15.6 inch. Các bạn thấy Nhất Vlog không? Loa rất là rõ, rất là trong. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ tạm dừng. Rồi, màn hình của máy thì chúng ta chỉ thấy trên đây, màn hình là Full HD và với tấm nền gọi là IPS nè. Đây ha. Thì đây là cái màn hình Full HD nè, 1920x1080. Rất tuyệt vời. Webcam và hai mic hai bên. Đó. Và phím là cái chức năng các cổng USB này thì giờ chúng ta test trên đây thì mình cũng có cắm rồi. Cắm trên này ha. Để mời chúng ta cùng xem. Trên đây chúng ta test phím, test về cổng USB. Đây. Đây là USB đây các bạn. Thì hiện tại là mình đã gắn cổng USB rồi, nhận nè, thấy chưa? Qua cổng tiếp theo nè. Đó. USB chúng ta test đơn giản lắm các bạn. Đấy, có nhận được hay không thôi. Đó, sạc thì cắm vô có nhận được hay không thôi. Đây là mình đã test hết rồi, test sạc cái gì hết rồi. Toàn bộ về như là tính năng. Trên đây là mình đã test rồi. Và bây giờ mình sẽ tắt máy. Vô Windows nè, vô shutdown nè. Đó, chúng ta tắt đi. Và khi tắt máy các bạn đừng nhìn thấy là đèn đây tắt là đã được. Thì thực sự đây là đèn nền vẫn còn nè. Chúng ta phải tắt hẳn hết đây luôn. Rồi chúng ta mới gắn vô. Mới đóng nắp. Nhớ phải tắt hết luôn nha. Đó, rồi chúng ta mới đưa vô. Thì toàn bộ về như là mình đang có về tắt máy. Và bây giờ mình sẽ đóng gói và gửi về cho khách hàng. Đây. Đầu tiên đây là mình sẽ cho vào trong một cái bọc ni lông. Đấy. Để chi? Thứ nhất là lỡ có bị dính nước thì chắc cũng an toàn đúng không? Rồi cái thứ hai nữa là túi xốp. Túi xốp thì cái này là chắc túi này cũng hơi to nhưng mà không sao. Rồi, thì gửi về cho khách. Và túi ở đây, cái thùng đây. Thì đây là mình sẽ cho vào cái thùng. Và lấy một cái mút nữa, túi xốp nữa. Đây, lấy túi xốp đây. Đây là mình có một túi xốp để gửi đi về cho khách ở xa. Đấy, bóng hơi nha. Và lúc này mình sẽ cho vô thùng mút. Đấy, trên đây. Thấy chưa? Và đây là cái gì đây? Lá chuột. Mình sẽ bỏ vào đây. Các bạn thấy không? Và bắt đầu là mình sẽ đóng gói trên đây. Đấy, gửi về cho khách. Đó, thì đây là có sạc cái nè. Sạc đây là sạc Ovan. Thì đây là mình sẽ gửi mình cho vào đây luôn. Đó, an toàn. Cái này lót chuột. Đó, hoàn chương vlog nha. Đây, các bạn sẽ đưa vào đây trong túi, trong cái gì đây. Cái này là mình sẽ bọc lại. Các bạn thấy không? Đó. Và hiện tại trên thùng mút này nè, mình có đầu tư về để đóng gói cho an toàn. Thấy không? Đây, clip đây là mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip của mình. Mọi thông tin thắc mắc các bạn liên hệ 159 Nguyễn Thế Sơn, 4 Gò Vấp nha. Xin chào, hẹn gặp lại.